Dưa lưới là thứ quả không còn xa lạ gì với người nội trợ. Nó có tác dụng phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, dưa lưới giúp bổ mắt, tốt cho người tiểu đường và làm đẹp da. Nước ép dưa lưới được nhiều người yêu thích bởi không chỉ là loại thức uống giải khát tuyệt vời mà còn vô cùng bổ dưỡng. Trong ngày hè nắng nóng, cùng gia đình thưởng thức ly nước ép dưa lưới sẽ giải khát và chống mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thì trồng dưa lưới trong cái nhà màng này nó có cái lợi thế là nó cho cái chất lượng cái trái sạch, cho cái giá trị kinh tế cao. Trước đây thì chúng tôi trồng dưa thì ở ngoài đồng ruộng cho cái năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Thì từ khi xã, huyện xây dựng cái nông thôn mới, chúng tôi mạnh dạn đầu tư cái nhà màng để trồng dưa lưới. Thì theo cái sự quan tâm của cấp ủy, ưu tiên phát triển cái nông nghiệp công nghệ cao và cho giá trị kinh tế cao, và từ đó đem lại cái đời sống vật chất ổn định cho người dân chúng tôi. Trồng theo cái hướng cái nông nghiệp công nghệ cao thì mình tốn cái chi phí đầu tư ban đầu rất là cao, hơi cao so với mình sản xuất theo nông nghiệp thông thường. Còn trong quá trình mình trồng thì rất là ít tốn công để chăm sóc, hầu hết đều được tự động hóa và nước phân đều được máy móc, máy vi tính hỗ trợ cho cái người nông dân mình. Mình chỉ đi giám sát thôi, hệ thống vận hành nó có gặp lỗi kỹ thuật nào không thì mình hỗ trợ, giống như là nước nó bị nghẹt, nó không đều, hay là mình kiểm tra nước, quá trình sinh trưởng của cây nó cần nhiều nước thì mình cần phải thay đổi chương trình chăm phân cho cây thôi. Trong quá trình làm nông nghiệp công nghệ cao này thì cái được lớn nhất là giảm cái công lao động, thứ hai là nó cho cái năng suất rất ổn định. Việt Nam ta hứa.